Xin chào các bạn, hôm nay hãy làm video này muốn chia sẻ với các bạn về chiếc xe RV này thôi. Thì nếu mà các bạn muốn sở hữu cái chiếc RV này á, thì cũng phải tốn 100 ngàn á, các bạn mới mua được ha. Và chiếc mà để kéo cái RV này á, trước cũng phải là có 50 ngàn rồi. Thì tổng cộng á, là 150 ngàn. Thì các bạn mới có thể mua một cái xe RV này để chạy vòng vòng được ha. Thì cái này, nếu mà các bạn thích đi chơi xa và đi với một gia đình vậy đó, thì các bạn sẽ rất là thích cái RV này. Những người mua cái này á, đa số á, là họ, có người á, họ không thích ở tiểu bang lạnh á, thì có lúc họ sẽ, khi trời lạnh á, thì họ sẽ kéo xuống Cali, rồi họ sẽ đậu ở những chỗ nơi giống như là mấy công viên hay là chỗ mà hoang dã đó, là mình có thể đậu ở đó và mình trả tiền phí á, có thể từ 500 đô cho tới mấy ngàn đồng tùy theo chỗ các bạn đậu. Thì cái này rất là tiện lợi cho nguyên gia đình để đi. Và các bạn, sự thật là cái này mà là một căn nhà rồi các bạn, cái gì cũng có ở trong đó hết. Ở đây là cái chỗ mà nó móc cái RV vô các bạn. Các bạn thấy chỉ có một cái cục như vậy thôi mà nó giữ được nguyên một cái RV lớn như vậy. Sự thật nói là mình cũng rất là khâm phục người nào suy nghĩ ra được cái chuyện này. Ở đây thì là một chiếc RV của người bạn của Hải ở gần kế bên, cho nên anh ta hôm nay dẫn anh nguyên gia đình đi ra biển chơi. Có dịp Hải thâu lại cho các bạn xem. Thì nếu mà các bạn chạy ra biển á, để các bạn đậu á, thường thường các bạn tốn có thể 50 cho tới 100 đô, có thể 200 đô để các bạn đậu ngoài đó. Tại vì họ có chỗ cho các bạn đậu rồi, để các bạn dùng nước hay dùng điện, hay là các bạn cần đi vệ sinh rồi vậy, thì các bạn có thể dùng nơi đó để mà các bạn đậu chiếc RV của các bạn vô. Cái RV này á, chỉ có cái bất tiện á, là nó rất lớn. Thì nhà của bạn phải có đất rất rộng á, thì các bạn mới có thể đậu xe trong cái đất của các bạn được. Còn nếu không á, các bạn không có thể đậu ở ngoài nơi mà đường xá như vậy được. Thì nếu các bạn đậu á, thì có thể đậu được dài đêm. Chứ hãy thấy là người bạn không bao giờ mà đậu tuần này qua tuần nọ được. Thì cái đó là cái bất tiện của cái xe này. Và đồng thời á, thì các bạn rửa cái xe này á, các bạn cũng phải mướn á, một người tới để họ có máy để họ xịt để mà rửa mới được. Còn bản thân mình nếu mà rửa cái này á, sự thật rất là đuối các bạn, nó quá bự. Và mình phải có cái máy mà để mà máy hơi á, để mà mình thổi á, thì nó sẽ giúp đỡ cho mình rửa mau hơn. Thì cái xe RV này nó có tất cả tiện nghi nha các bạn. Phía sau này á, là cái chỗ mà các bạn có thể để xe đạp nè, hay mấy xe golf cart của các bạn, hay những cái đồ lặt vặt mà các bạn đem đi chơi, các bạn có thể để sau cái khung sau này nè. Và các bạn thấy đây không, khi các bạn đậu á, là các bạn có thể là đẩy cái hộp này ra, thì khi đã đẩy hộp này ra thì trong nó sẽ rộng hơn cho các bạn. Đó, cái này là phía sau, các bạn có thể chứa tất cả mấy cái đồ mà linh tinh để mà các bạn đem đi chơi đó. Rồi cái xe đó các bạn chạy lên biển, hay xe đạp các bạn chạy vòng vòng biển với các bạn chơi. Rồi các bạn thấy không, nó cũng rất là rộng. Nếu mà các bạn muốn dùng cái phòng này á, để mà ở trong đó, để mà ngủ luôn cũng được nữa. Đó. Thì từ cái đó vô, thì mình vô cái khúc này á, một cái chỗ này giống như là chỗ nấu ăn, hay là cái chỗ để mình ngồi chơi, mình coi tivi luôn. Đó, một cái dạng phòng khách, phòng nấu ăn chung á các bạn. Các bạn thấy nó cũng có đầy đủ tiện nghi và rất là nhiều đồ nhờ để mình có thể xài, và chỗ để mình để đồ trong chỗ nấu ăn của mình, rất là tiện lợi các bạn. Thì cái xe RV này cũng khá mới, tại vì bạn của Hải mới mua cỡ mấy tháng nay thôi à. Các bạn thấy không, nó cũng có, đây là phòng tắm nè. Đó, có chỗ tắm, có chỗ đi vệ sinh nè, rửa mặt nè. Và đây là một cái phòng ngủ của mình. Đó.
Cái này nói về hưởng thụ thì rất là sung sướng các bạn ha. Hãy nghĩ không có cái giá cả nào mà các bạn mua một chiếc siêu xe hay chiếc Ferrari hay là Lamborghini á có thể cho các bạn sự thoải mái như vậy. Thì hôm nay Hải muốn chia sẻ với các bạn cái RV này thôi. Nếu các bạn thích thì like, share và subscribe giùm Hải nha. Bye bye các bạn.